Xin chào các bạn, hiện nay thì có rất nhiều loại máy sưởi dầu khác nhau đến từ những thương hiệu khác nhau, điều đó làm cho bạn phân vân không biết nên chọn loại máy sưởi dầu nào. Vì vậy trong video này mình sẽ đưa ra một số thông tin về các hãng máy sưởi dầu cho các bạn tham khảo để các bạn có thể lựa chọn được cho mình và gia đình một chiếc máy sưởi dầu phù hợp nhất nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là máy sưởi dầu Tyros. Tyros là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Ba Lan, được thành lập năm 2008 thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Tyros. Tính đến nay, Tyros đã có hàng chục sản phẩm máy sưởi dầu cao cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng cho người tiêu dùng. Điểm mạnh của máy sưởi dầu Tyros là có thiết kế bắt mắt, sản phẩm có chất lượng cao từ thiết kế cho đến hiệu năng làm việc mà giá thành vẫn ở mức hợp lý. Điển hình là một số model Tyros TS921, Tyros TS923, Tyros TS924 và Tyros TS926. Hầu hết các sản phẩm máy sưởi dầu của Tyros đều được đánh giá khá cao bởi đây là sản phẩm có giá thành rẻ, chưa tới 2,2 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng sản phẩm, vì vậy được nhiều sử dụng và đánh giá là sản phẩm khá ổn và có tuổi thọ trên 5 năm. Tuy nhiên, một điểm trừ cho chiếc máy sưởi dầu này là phát ra tiếng, nhưng nếu bạn biết điều chỉnh thì nó cũng không quá gây khó chịu cho người sử dụng. Đứng ở vị trí thứ hai, đó chính là máy sưởi dầu Seiko. Seiko là thương hiệu từ lâu đã được sự yêu thích của khách hàng trên toàn thế giới. Trải qua hơn 20 năm thành lập và phát triển, Seiko đã tung ra thị trường gần 200 sản phẩm chất lượng cao, cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu nổi tiếng khác như Nova, Kangaroo, Sunhouse. Trong đó, máy sưởi dầu hãng Seiko có thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, được trang bị các tính năng cao cấp giúp máy hoạt động ổn định, giá cả phải chăng phù hợp với đa số nhu cầu sử dụng của khách hàng Việt Nam. Một số sản phẩm nổi bật của hãng gồm Seiko OZ5229T, Seiko OZ5213T và Seiko OZ5211T. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là máy sưởi dầu Fuji. Tương tự như Seiko thì Fuji cũng là một thương hiệu rất nổi tiếng trong mảng đồ gia dụng có xuất xứ từ Nhật Bản. Quy trình sản xuất được áp dụng nhiều công nghệ hiện đại, tiên tiến và được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt từ các chuyên gia Nhật Bản để cho ra đời những sản phẩm có chất lượng cao nhất. Các sản phẩm đồ gia dụng của hãng từ máy lọc nước, cây nước nóng lạnh, máy hút ẩm, máy sưởi dầu, đặc biệt là máy làm mát không khí nhờ được trang bị nhiều công nghệ hiện đại nên có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Riêng về máy sưởi dầu Fuji được người tiêu dùng biết đến thông qua thiết kế bắt mắt, kiểu dáng linh hoạt và quan trọng nhất vẫn là mức giá tương đối rẻ, phải chăng chỉ dao động từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng. Một số model máy sưởi dầu Fuji tiêu biểu như Furrior FZ379, Furrior FZ4709, Furrior FZ4411, Furrior FZ4413, Furrior FZ4511, Furrior FZ4613. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là máy sưởi dầu Sunhouse. Sunhouse, một thương hiệu mới thành lập tại Việt Nam nhờ sự hợp tác với công ty Hàn Quốc. Chính vì vậy, những sản phẩm được sản xuất luôn phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt của nước này cho ra sản phẩm chất lượng cao nhất. Tính đến nay, Sunhouse đã có hàng trăm sản phẩm gia dụng khác nhau phục vụ cho đời sống người dân Việt. Điển hình là máy sưởi dầu Sunhouse sở hữu thiết kế đẹp mắt với 13 thanh nhiệt giúp máy hoạt động và sưởi ấm phòng nhanh chóng. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là lò sưởi dầu De'Longhi. De'Longhi là thương hiệu Ý với thiết bị nhà bếp nổi bật như máy sưởi dầu, ấm đun nước, lò nướng bánh. Các dòng máy sưởi dầu De'Longhi nên chọn: De'Longhi TZD41025R, De'Longhi TZRS1225, De'Longhi TZRS1225, De'Longhi KH771225. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là máy sưởi dầu Bluestone. Bluestone là thương hiệu chuyên sản xuất đồ dùng gia dụng nổi tiếng trên thế giới thuộc tập đoàn Great American Application Corporation. Trong gần 5 năm trở lại đây, Bluestone đã cho ra đời hàng loạt các sản phẩm chất lượng như máy xay sinh tố, máy làm đậu lành và máy sưởi dầu. Máy sưởi dầu Bluestone có khả năng làm ấm nhanh nhờ vào nhiều thanh nhiệt được tích hợp chắc chắn hai bên thân máy. Khi sử máy hoạt động, bạn có thể điều chỉnh các chế độ tỏa nhiệt dễ dàng nhờ hệ thống điều khiển thông minh từ xa. Và vừa rồi là top 6 máy sưởi dầu hãng nào tốt, chất lượng nên mua và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn chọn được cho mình và gia đình một chiếc máy sưởi dầu phù hợp nhất. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới cái phần mô tả của video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.